phải tạm hoãn lại một chút, bởi vì có một nhân vật rất đặc biệt xuất hiện trong chương trình Cầu Thủ Nhí 2020 và đến để làm quen với tất cả chúng ta ngày hôm nay, thủ môn quốc dân Bùi Tiến Dũng. Rất nguy hiểm, Solomon không vào. Rất hay, đó chính là pha cứu thua của Bùi Tiến Dũng. Và chúng ta cùng chờ đợi thủ môn Bùi Tiến Dũng sẽ cứu thua trong tình huống đá phạt này. Khá nguy hiểm. Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã chọn vị trí tốt. Sóng gió tạm thời cho qua chân thành của thủ môn bên phía đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta. Một cú sút rất căng và rất hiểm nhưng thủ môn Bùi Tiến Dũng đã có đó tốt. Ruzande không vào. Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Đó là câu trả lời của Tiến Dũng. Cầu thủ nhí 2020 và ngày hôm nay thì bạn có thể nói một điều gì đó với tất cả các cầu thủ nhí ngày hôm nay? Hôm nay em rất là vui bởi vì nhìn thấy tất cả các bạn nhỏ đây cũng như cái tuổi thơ của em thì không có một cái sân chơi nó như thế này, em chỉ chơi ở một cái sân làng, sân bãi, sân ruộng thôi, và hôm nay được có mặt cùng với tất cả các em, được giao lưu với các em là một điều rất là tuyệt vời của em hôm nay. Nào bây giờ các con có thể đến để bắt tay chúng mình chiến thắng nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thử thách đá penalty cùng thủ môn Bùi Tiến Dũng. Wow, không vào, tuyệt vời, phản xạ tuyệt vời. Wow. Hai trái. Nào, bắt đầu. Không vào, tuyệt vời. Tỷ số bây giờ là 2-1, nghiêng về đội của Bùi Tiến Dũng. Được. Wow, bắt dính luôn.